Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Bãi Tư Chính, Trung Quốc sẽ bám chặt, đến Hoa Kỳ trọng mệt chưa thể đi. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh là đội tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hộ tống của Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đến mức cuối cùng thì chính phủ Việt Nam và Quốc hội Việt Nam cũng như ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải lên tiếng, nhưng không chỉ rõ đó là Trung Quốc mà chỉ nói rất chung chung là cái sự xâm phạm và chủ quyền của Việt Nam mà thôi. Và tình hình Biển Đông tại khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam hôm nay thì vẫn căng thẳng, và chúng tôi xin chia sẻ những hình ảnh mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận được ngày hôm nay do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam cho biết thông tin. Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng nay ngày 22 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 bắt đầu di chuyển lên phía Bắc theo hướng thẳng đứng song song với các kinh tuyến. Nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ tiếp tục thực hiện đường khảo sát thứ 21 của một phân vùng khảo sát mới được gọi là phân vùng C thuộc vùng khảo sát 4, tức là đây là lần thứ 4 tàu của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong 3 tháng qua. Phân vùng khảo sát mới này là phân vùng C sẽ được chạy dọc theo bờ biển Việt Nam, Nam Trung Bộ Việt Nam như phân vùng A và có một phần nằm đè lên phân vùng A. Phân vùng C nói trên sẽ chạy theo hướng Nam Bắc và Bắc Nam và đi qua phần bên phải của các lô block thăm dò khảo sát dầu khí ở Nam Trung Bộ Việt Nam, nhưng vừa qua Trung Quốc nhận vơ là của mình. Cũng còn khả năng Hải Dương 8 chạy lên trạm vĩ tuyến 11 độ Bắc rồi sau đó theo lộ trình quen thuộc cũ chạy về đá chữ thập để tránh va với đá ngầm. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ là hình ảnh chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống được cho rằng có 3 chiếc rất hung dữ và đi liên tục vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà dường như không gặp bất kỳ một trở ngại và phản ứng nào từ phía lực lượng chấp pháp, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như Hải quân Việt Nam, không làm gì được. Và đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ trong thời gian tới về cái việc đó. Và diễn biến đối đầu của Trung Quốc và Việt Nam ở đây đã kéo dài trên 3 tháng nay kể từ đầu tháng 7 năm 2019. Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam dường như bất lực trước việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trước đòi hỏi của hàng triệu người dân. Cuối cùng họ chỉ đưa ra các phản đối bằng lời nói rất chung chung mà thôi. Và điều đó chúng ta có thể xem được và chứng kiến trong một cái ngày cách đây ít hôm, trong cuộc họp Quốc hội của Việt Nam được khai mạc, và mời các bạn cùng xem. Tình hình Biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với tuyên bố VOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng, nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Chúng ta đã, đang và tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và đấu tranh trên thực địa, đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa của các nỗ lực của Đảng, nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Vâng, đây các bạn vừa xem vừa rồi là phát biểu của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cái cuộc họp Quốc hội vừa qua. Và ông cũng luôn đề cao cái vấn đề là chính nghĩa của Việt Nam và ủng hộ quốc tế. Nhưng ông cũng không nói là nước nào đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam trong cuộc họp Quốc hội đó, tức là Trung Quốc. Và dường như hiện nay Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tránh nói thẳng Trung Quốc. Điều đấy sẽ đem cái tác hại rất lớn đối với việc đấu tranh với Trung Quốc với trên thị trường quốc tế, bởi vì các nước trên thế giới sẽ không biết là nước nào xâm phạm chủ quyền của Việt Nam cả. Và báo chí và truyền thông quốc tế đã đăng tải rất nhiều thông tin chi tiết về tiến trình Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng đa số những thông tin quan trọng đó bị nhà nước Việt Nam và nhà cầm quyền ở đây ỉm đi hoặc là cắt xén và đăng không đầy đủ, thậm chí là đăng rất muộn. Và hình ảnh mà chúng ta có thể xem rất cụ thể là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói rằng các đảo Biển Đông là một phần lãnh thổ. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại lễ khai mạc diễn đàn Hương Sơn thứ 9 tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 10 ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 tại Bắc Kinh vào hôm 21 tháng 10. Trong các quan chức cấp cao quốc tế tham gia diễn đàn có Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Chủ tịch Tập đã hy vọng cao trên diễn đàn và chỉ ra các hướng cho các bên tham gia xây dựng sự đồng thuận về hòa bình và tăng cường hợp tác an ninh. Ông Ngụy Phượng Hòa chuyển lời của Chủ tịch Trung Quốc tới các quan chức hiện diện tại diễn đàn theo Tân Hoa Xã.
Ông Ngụy còn đề cập đến các đảo ở Biển Đông và các đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Các đảo ở Biển Đông và đảo Điếu Ngư là một phần lãnh thổ không thể thay đổi của Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép lấy đi một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại. Ông Ngụy tuyên bố như vậy. Và với tuyên bố này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì rõ ràng là toàn bộ vùng Biển Đông của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế nằm trong đường chín đoạn của Việt Nam sẽ bị Trung Quốc lấy mất trong thời gian một sớm một chiều, và hiện nay họ đang thực hiện cái chính sách đó. Truyền thông quốc tế cũng đã đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau với những cái chia sẻ như sau: Trung Quốc không bỏ Tư Chính mà Chủ tịch Trọng chưa thể đi Mỹ. Đây là hình ảnh của tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện tại cạnh tàu cá Việt Nam giữa tháng 9 năm 2019, ảnh do một ngư dân Quảng Ngãi cung cấp. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến bãi Tư Chính và hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 vẫn đang gia tăng. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể đi sớm đi Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ sớm đến Việt Nam, tất cả đều thấy những điều gì về bàn cờ chiến lược trên Biển Đông. Và ông James Bolton, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Ngoại giao thuộc Đại học Tufts, Hoa Kỳ, khi trả lời báo chí về tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nói như sau. Đây là hình ảnh của ông. Đây là hình ảnh của ông James Bolton, tác giả nghiên cứu độc lập về Biển Đông tại Trung tâm Khoa học Ngoại giao Đại học Tufts, Hoa Kỳ. Bãi Tư Chính vẫn nóng, ông nói. Ông James Bolton, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Ngoại giao thuộc Đại học Hoa Kỳ, cho rằng định vị hành trình của Hải Dương Địa chất 8 rõ ràng cho thấy nó đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành vai trò chi phối ở Biển Đông. Ông Bolton nhận xét là có vẻ như các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách của Hà Nội vẫn còn chia rẽ trong việc lựa chọn cách phản ứng với các hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc Việt Nam tiếp cận cả Ấn Độ và Nga với tư cách là những nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, cho thấy họ đang tìm những biện pháp nhằm đối phó. Ông James Bolton nói như vậy. Còn ông Drake Goldman, chuyên gia cao cấp Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là RAND Corporation, cho biết vào hôm 20 tháng 10 như sau. Đây là hình ảnh của ông trước một hội nghị. Trong tương lai gần, rất khó hình dung đến một kịch bản mà trong đó Trung Quốc lại quyết định rút khỏi bãi Tư Chính, ông nói. Ông Goldman phân tích, không giống như vụ việc Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5 năm 2014, hiện nay khả năng trình diễn sức mạnh của Bắc Kinh đã gia tăng cả về số lượng trang thiết bị hiện đại lẫn sự hoàn thiện các căn cứ của họ ở Biển Đông. Điều này cho phép họ duy trì nhịp độ hoạt động trong một thời gian dài nhằm đạt các đòi hỏi về chủ quyền của mình. Tôi nghĩ Hải Dương Địa chất 8 được sử dụng đơn giản nhằm mục đích thực thi các yêu sách chủ quyền qua việc tuần tra liên tục. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một cách hữu hiệu để thu hút sự chú ý, khiến người ta sao nhãng với các hoạt động khác của Trung Quốc như triển khai giàn khoan hay các kế hoạch khác. Ông Goldman đề xuất, để đối phó với tình hình này, Hà Nội cần xem xét tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, liên kết hợp tác quân sự dưới hình thức tập trận chung và mua sắm vũ khí, cho dù với điều đầu tiên có vẻ sẽ khiến Việt Nam vi phạm chính sách 3-0. Việt Nam cũng có thể hợp tác với cả Mỹ lẫn đồng minh của Mỹ như Úc, Nhật Bản hay Ấn Độ, đưa các vấn đề trên ra các diễn đàn khu vực và quốc tế, khiến Bắc Kinh lùi bước. Chiến lược tương tự đã tỏ ra hiệu quả vào năm 2014. Nhưng tôi sợ là hiện nay Trung Quốc có vẻ ít còn quan tâm đến danh tiếng của mình, nên chiến lược đó có vẻ sẽ không còn mấy hiệu quả. Ông nói thêm. Và cũng trong một post đăng trên LinkedIn gần đây, ông Goldman đã từng cho rằng các lãnh đạo Việt Nam đang đối mặt với 3 sự lựa chọn khi đang đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Và đây, ông đã phát biểu, lựa chọn nào cho lãnh đạo Việt Nam? Thứ nhất là không làm gì, nhưng điều này sẽ khiến cho nhiều người dân tức giận và có nguy cơ dẫn đến bất ổn. Thứ hai là lùi bước, và điều này sẽ khiến phản ứng của nhân dân, dân chúng thậm chí còn tồi tệ hơn. Thứ ba là đương đầu với Trung Quốc, nhưng điều này hẳn nhiên là sẽ gây thiệt hại thảm khốc. Giải thích rõ hơn về vấn đề này, ông Goldman cho hay Việt Nam có lẽ chỉ nên tiếp tục lên tiếng về những hành vi của Trung Quốc và tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, cũng như có thể với cả Anh và Pháp. Nhưng tôi nhận thấy có sự chuyển động kín đáo trong các bài viết gần đây về tư tưởng tiến công quân sự, chẳng hạn bài viết của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Nét đặc sắc của tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân vào tháng 8 năm 2019 có đưa ra quan điểm lấy tiến công làm tư tưởng chủ đạo thay vì phòng thủ hoặc phòng ngự thụ động. Ngoài ra, nếu chúng ta để kỹ đến tuyên bố của Tổng Bí thư Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa rồi,
thì về cơ bản ông nói rằng tất cả các lựa chọn đều có thể được đưa ra bàn thảo và Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng với những gì thuộc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Ông Gottman giải thích thêm. Theo ông Gottman, điều đó nghe có vẻ như chuẩn bị đối phó với sự xâm lấn của Trung Quốc theo những cách quyết đoán hơn, gồm cả khả năng hành động quân sự. Phải thừa nhận rằng tôi đã có phần phỏng đoán ở đây, nhưng tôi không cho rằng việc Hà Nội đương đầu bằng quân sự là điều có gì đó hoàn toàn không thể. Và ngoài ra, có thêm chia sẻ của những cái vị nghiên cứu quốc tế. Ông Boston cho rằng với chính sách đối ngoại thất thường của Hoa Kỳ và nhất là quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ rơi đồng minh người Quốc thì có vẻ khiến Hà Nội dè dặt với các cam kết của Mỹ, thậm chí cả với những hứa hẹn về đảm bảo quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Tôi tin rằng việc ông Trọng vẫn ngần ngại để tin vào Hoa Kỳ, điều này sẽ càng trở nên rõ ràng hơn với việc Tổng thống Donald Trump bỏ rơi đồng minh của Hoa Kỳ tại một cách liều lĩnh, cũng như những tuyên bố hùng hồn của ông ấy gần đây cũng không phù hợp với các lý tưởng và cam kết của Hoa Kỳ. Trong khi Hà Nội và Washington có những điểm chung có thể chia sẻ như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS 1982, dẫu Hoa Kỳ không phê chuẩn công ước này, đảm bảo quyền lợi tự do đi hàng hải, Việt Nam vẫn không quên một điều rằng trong lịch sử Mỹ từng bỏ rơi các cam kết trước đây đối với Việt Nam. Mặc dù vào năm 2015, Việt Nam đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng trong chuyến thăm lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng đến Nhà Trắng vào dưới thời ông Tổng thống Mỹ Barack Obama, tôi vẫn cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Max Esper dự kiến tới Hà Nội vào thời gian tới cũng không đem lại mấy hiệu quả. Washington có thể tuyên bố rằng chuyến thăm của ông Max Esper là để hỗ trợ chiến lược quốc phòng quốc gia của Hoa Kỳ và đưa ra những bình luận gay gắt về việc các hành vi gây hấn của Trung Quốc đang gây bất ổn trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu chỗ nào cho thấy chuyến thăm sẽ thúc đẩy một quan hệ hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Mỹ với Việt Nam, theo ông Boston nói. Và cả ông Kosman và giáo sư Kathay của Đại học New Zis ở Úc đều cho ý kiến về trường hợp ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chưa thể đi Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump như sau. Còn ông Kosman thì bình luận rằng với những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đáng lẽ phải tiến hành sớm hơn. Bình luận về khả năng ông Trọng đi Mỹ, nhà nghiên cứu Kosman cho rằng, theo thông tin mới nhất mà tôi có, thì ông Trọng sẽ không đi Mỹ. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể thay đổi, hoặc cũng có thể là một thông tin sai. Tuy nhiên, nếu thông tin đó là đúng, thì tôi nghĩ khả năng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược sẽ hạn chế, bởi một quyết định lớn như vậy cần phải được người đứng đầu đất nước đưa ra. Giả như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà Trắng thay ông Trọng thì trọng lượng chuyến đi cũng khác. Với tinh thần của chủ nghĩa dân tộc đang dâng lên ở Việt Nam, tình hình Biển Đông hiện nay chính là một phép thử đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, liệu Hà Nội có từ bỏ nguyên tắc 3-0, tức là không tham gia vào các liên minh quân sự, không cho đặt căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào quốc gia này để chống lại quốc gia khác hay không? Ông Boston cho rằng những nguyên tắc này là một phần trong tư tưởng của Đảng Cộng sản và như vậy chúng sẽ không thay đổi trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ người dân qua các cuộc biểu tình phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tấn công ngư dân. Còn ông Gottman cũng có ý kiến tương tự. Tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ từ bỏ 3-0, nhất là dưới thời ông Trọng. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra trong tương lai nếu áp lực của Trung Quốc tiếp tục gia tăng trên Biển Đông. Tuyên bố của ông Trọng tại Hội nghị Trung ương vừa rồi là một tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông trước sự gia tăng áp lực của Bắc Kinh lên Biển Đông và có khả năng dẫn tới một cách tiếp cận mới như tôi đã đề cập ở trên. Vấn đề Biển Đông đang làm nóng chính trường Việt Nam trong ngày đầu nhóm họp của kỳ họp thứ 8. Từ Biển Đông đã xuất hiện nhiều lần trong báo cáo, trong đó có phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân lẫn báo cáo của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng nói rằng cử tri lo lắng về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Ông nói: Những phân tích trên cho chúng ta thấy rằng tình hình đối đầu giữa hai nhà nước cùng thể chế chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội tại châu Á này đang đi vào một giai đoạn rất quyết liệt. Trung Quốc ỷ thế nước lớn đã không đếm xỉa chỉ đến hơn 40 cuộc gặp cùng các công hàm của Việt Nam đã gửi cho họ trong suốt hơn 3 tháng qua. Họ tiếp tục điều đội tàu Hải Dương 8 và nhóm tàu Hải Cảnh hung dữ ngày càng lao sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò địa chất và họ còn tuyên bố như sau. Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông. Đây là hình ảnh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Bắc Kinh kêu gọi Hà Nội đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Báo Duyệt China Morning Post, tức là Bưu điện Hoa Lâm buổi sáng, trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo hôm thứ Tư ngày 16 tháng 10 rằng chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đối thoại đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hành động thiết thực, ông nói. Và mặc dù không phải do nhân dân bầu, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn là người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam lại quá ốm yếu, trình độ hiểu biết rất hạn chế vì chưa từng được đào tạo ở các nước văn minh, thiếu vốn sống thực tế cùng ngoại ngữ. Điều này là hết sức nguy hiểm và rủi ro cho đất nước và cho dân tộc. Đã đến lúc cần một sự thay đổi triệt để và rộng khắp, đem đến cho trên 90 triệu người dân Việt Nam được hưởng nền tự do, dân chủ, và họ sẽ đứng lên để bảo vệ Tổ quốc của mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và hãy bấm nút theo dõi trên trang YouTube cũng như Facebook của Thời báo.de để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.